Xin chào quý vị và các bạn nha. Cái thế hệ mà 6x, 7x, 8x đổ về trước ấy, khi mà yêu nhau mà chia tay nhau thì nó đã rất là khó khăn rồi. Chứ đừng có nói là đến cái chuyện mà đã kết hôn với nhau. Chính vì vậy, thế đâm ra là thế này này. Nếu như mà cái cặp đôi nào mà đã chót mà chia chia tay ấy, đã chót gọi là không không còn sống bên nhau rồi ấy, thì chúng ta phải nên tìm hiểu thật kỹ trước khi mà bước đến một cái giai đoạn mới, trước khi mà tìm hiểu một ai để mà đi thêm một cái bước nữa. Và một trong những cái điều mà cần cần phải tìm hiểu ấy, thì các bạn nên tìm hiểu theo cái cung, cái mệnh, cái tuổi của những cái người mà mình định và sẽ yêu mà để đi đến hôn nhân ấy, để tránh gặp phải những cái đi phải những cái vết xe đổ. Hôm nay thì mình lại chia sẻ một cái cặp đôi chồng 1973 quý sửu kết hợp với vợ 1973 quý sửu, xem rằng là đôi vợ chồng này mà kết hợp với nhau thì có hợp hay không, hợp thì ở chỗ nào mà không hợp thì ở chỗ nào. Mình sẽ phân tích về cái thiên can địa chi, về cái nạp âm, cái mệnh, về cái cung phi bát tự, về cái niên mệnh theo cung, về ngũ hành. Các bạn chú ý lắng nghe. Ở đây thì mình sẽ chia sẻ cái tuổi quý sửu cả nam cả nữ chung. Sau đó thì mình sẽ nói về những cái vấn đề riêng cho nam riêng, nữ riêng, nó khác nhau ở chỗ nào. Thì như như các bạn đã biết ý, ở cái tuổi quý sửu này này, 1973 này này, thì cả nam cả nữ, thì đây là tượng trưng cho một cái những cái người này thì phải kiểu như là phải trải qua những cái khó khăn vất vả thì mới thành công. Nói chung đa phần họ là cái người mà đáng tin cậy, đa phần họ là những cái người mà có cái nguyên tắc sống riêng cho mình. Họ là những cái người mà làm việc rất là cẩn thận, họ là những cái người mà làm việc không biết mệt mỏi là gì. Những người này thì biết lắng nghe ý kiến của người khác. Tuy nhiên ý, thì nếu như mà muốn muốn thay thay đổi cái quan điểm của cái cặp vợ chồng mà sinh năm 73 đây này, nghĩa là của cả người nam cả người nữ mà sinh năm quý sửu 73 ấy, thì rất là khó. Nói chung ý, thì cái tính cách của cái người nam hay là người nữ quý sửu này này thì họ là những cái người mà kiểu như là nhìn thì rất là bình thường nhưng mà họ không không chịu khuất phục ai. Họ thì có cái vẻ bề ngoài nhìn rất là đơn giản, rất bình thường, rất kiệm lời, nhưng mà ẩn ở bên trong ấy là một cái mà nó rất là ngang ngạnh, nó rất là kiểu như là bất khuất. Nói chung về cơ bản ấy thì cái cặp vợ chồng quý sửu này này thì họ là những cái người mà kiểu như là những cái người mà khá là hướng nội. Nhưng mà những cái lúc cần thiết ấy thì cái tính cách của cái cặp vợ chồng này thì vô cùng dũng cảm, vô cùng oai hùng. Nói chung họ là những cái người mà kiểu như là suy nghĩ thì đơn giản thôi, họ rất là rạch ròi. Đấy, những cái người này thì không thích lòng vòng, không rào trước đón sau. Họ thì có thể là cái người bạn đáng tin cậy. Nói chung là họ mà đã chơi với ai thì khá là bền. Tất cả bạn bè mà kiểu như là có vấn đề gì thì cứ nói chuyện với họ, cứ nhờ cậy họ. Họ sẽ là cái người mà giải quyết rất là nhanh chóng về những cái khúc mắc của các bạn. Đại Lại chung là ấy như thì thế. những cái người mà nam nữ quý sửu này này thì họ là những cái người mà kiểu như là cái mệnh tang đồ mộc. Thì những cái người này thì cái tang đồ mộc của quý sửu thì nó không giống như tang đồ mộc của những cái người nhâm tý đâu. Bởi vì nói chung là những cái người quý sửu ấy thì được cái là người ta gọi là những cái mà những cái người này thì thường là kiểu nội tâm ấy. Họ thì họ không đủ quyết đoán, để không đủ quyết đoán, không đủ mạnh mẽ để mà làm những cái cương vị mà lãnh đạo lớn. Nói chung ý, họ là cái người mà kiểu như là quy củ, họ là những cái người mà kiểu như là lương thiện. Nói chung ý, họ thì họ làm những cái công việc mà kiểu như là trong những cái khuôn khổ, trong những cái mô hình mà đã đặt ra ấy, để làm việc theo những cái khuôn khổ ấy thì rất là tốt. Đấy, cái kiểu là như thế. Nói chung là rất ít người mà cái tuổi quý sửu này này là những cái người mà mưu mô tính toán, ít lắm. Trừ những cái người nào mà sinh vào những cái giờ sửu này, ngày sửu, tháng sửu và năm sửu, năm quý sửu.
giờ xỉu, ngày xỉu, tháng xỉu, có bốn cái xỉu, thì lại là cái người rất là mưu túc, rất là mưu mô, rất là tính toán, nhưng mà đại loại là rất là hiếm. Nói chung ấy, cái cặp vợ chồng quý xỉu này này thì họ là những cái người mà khá là mềm dẻo đấy, họ là những cái người mà kiểu như là mềm dẻo, nhẹ nhàng, khéo léo hơn so với tất cả những cái người mà mệnh mộc khác. Họ là những người giao tiếp tốt. Những người này thì thường nhận được thiện cảm, thường nhận được thiện cảm từ những cái người xung quanh. Nói chung là quý xỉu thì họ cũng là những cái người mà chịu khó học hỏi, chứ không phải là những cái người mà kiểu như là ai nói cái gì từ tay này sang tay kia, nghĩa là họ là những người mà chịu khó học hỏi đấy, cầu tiến cầu thị, như kiểu biết lắng nghe, biết chăm chú lắng nghe. Tuy nhiên thì những cái người mà thuộc cái cung mệnh quý xỉu đây này, 731973, cả nam cả nữ đây này, thì họ là cũng là những cái người mà kiểu như là dễ bị động. Họ là những cái người kiểu như là họ sống trượng nghĩa, họ sống kiểu nghĩa khí, thế đâm ra là họ hay bị lôi kéo vào những cái cuộc mà tranh chấp hay là cãi vã hay là như nào đó. Bởi vì sao? Bởi vì mọi người thì cứ hay nhờ cậy họ đấy, cứ hay có cái việc gì là cứ lại mách đấy, để mà nhờ họ giúp đỡ, nhờ họ bảo vệ hay là nhờ họ tranh chấp. Và còn một cái điều này nữa này, nghĩa là cái cặp vợ chồng quý xỉu này này dễ bị rơi vào cái hoàn cảnh kiểu như là bị người khác tước công. Những cái cặp này thì cũng nên đề phòng, để nghĩa là nên cẩn thận với những cái người thân, những cái người mà những người thân xung quanh mình ấy. Nói chung ấy, những cái người mà quý xỉu cả nam cả nữ này này, khi mà kiểu như là họ làm một cái việc gì thì họ cần một cái người dẫn dắt đi cùng thì họ sẽ thành công hơn. Quý xỉu mà tam đổ mộc ấy thì họ là những cái người mà kiểu như là hay hy sinh cho người khác, hay chịu thiệt vào bản thân. Những người này thì họ là những cái người mà kiểu là khá là bất khuất, khá là bướng bỉnh, nhưng mà khi họ làm việc thì lại không linh hoạt, thậm chí lại kiểu như là hơi ỉ lại. Nói chung là quý xỉu thì cũng cần một cái người mà khôn khéo để mà linh hoạt, để mà dẫn dắt đấy, thì cái công việc sẽ thuận lợi hơn, nên hợp tác với những cái người như thế. Về cái mặt mà tình cảm ý, thì những cái người quý xỉu này này thì họ là những cái người mà kiểu như là hay thể hiện về bằng cái hành động nhiều hơn, họ thể hiện bằng cái hành động nhiều hơn, họ là những cái người kiểu như là không màu mè đấy, họ là những cái người mà kiểu như là không khoa trương. Khi họ làm, khi như cái nào, nói chung là cái tình cảm của họ thì là những cái người mà có cái tình cảm rất là chân thành. Quý xỉu ý, thì họ là những cái người mà kiểu như là sạch sẽ, họ là những cái người ngăn nắp, họ là những cái người mà không chi tiêu lãng phí. Đó, những người này thì rất là mạnh mẽ, thế đâm ra là họ cũng cần những cái người mà kiểu như là những cái người bạn của mình là những cái người mạnh mẽ. Thì quý xỉu với quý xỉu thì cả hai thì đều mạnh mẽ rồi, đúng không? Vợ quý xỉu và chồng quý xỉu thì cả hai đều là mạnh mẽ rồi. Nói chung là hôn nhân của cái người quý xỉu này này thì họ không nhiều màu sắc đấy, nhưng mà họ lại là những cái người mà kiểu như là rất là yêu thương và đùm bọc cái tổ ấm của mình. Các bạn mà tiếp xúc với cả những cái người quý xỉu đủ dài ấy, thì các bạn sẽ thấy là họ có một cái khuyết điểm là thế này này. Họ là những cái người mà ương ngạnh, họ là những cái người mà cứng đầu, họ là những cái người mà không bao giờ nhận thua. Đấy, không bao giờ nhận thua. Nói chung là họ ấy thì là những cái người mà kiểu như là không thích nợ nần. Những cái người này mà nợ nần ai thì luôn đau đáu về những cái khoản nợ của mình. Nói chung là, nhưng mà được cái là những cái người này thì họ là những cái người mà nhẫn nại. Họ là, nói chung là cái độ nhẫn nại của họ thì khá là phi thường. Nhưng mà ấy, nếu như mà cái tuổi quý xỉu này mà nổi giận ấy, thì cũng cực kỳ là nguy hiểm đấy. Thế nên đâm ra là họ có thể là họ nhờ nhịn, họ nhẫn nại, nhưng mà thôi cũng đừng có mà chọc tức họ đấy. Bây giờ thì chúng ta phân tích thì hai cái cặp vợ chồng quý xỉu 1973 này này thì có cùng cái thiên can địa chi, có cùng cái mệnh giống nhau, nghĩa là quý thì là thuộc thổ thủy, xỉu thiên can thì là quý thì là thủy, còn cái địa chi thì là xỉu, xỉu thì là mộc, còn cái mệnh thì là mệnh tam đổ mộc, tam đổ mộc là gỗ khí dâm. Nhưng mà bây giờ là xem về cái cung phi bát tự. Nam 1973 thì là cung ly, cái niên mệnh theo cung thì là hỏa. Nữ 1973 thì là cung càn, cái niên mệnh theo cung ấy thì là kim. Ly với càn kết hợp với nhau không được rồi. Ly với càn mà kết hợp với nhau thì nó sẽ ra cái cung tuyệt mệnh. Cái cung tuyệt mệnh này thì nó là một cái hướng trong trong nhóm bốn hướng xấu.
Nói chung là theo cái bát trạch ý, thì cái cung tuyệt mệnh ý, thì nó là có cái sao phá quân. Thì đây là một cái hướng xấu, nó dẫn đến bệnh tật này, nó dẫn đến là kiểu mệnh yểu này, nó dẫn đến là tán gia bại sản, nó dẫn đến là kiểu như là gia đình thì ly tán đấy. Nói chung ý, thì cái cung tuyệt mệnh nó là gây ra cái điểm xấu. Vợ chồng mà kết hợp với nhau mà ra cái cung tuyệt mệnh thì khá là xấu. Để mà hóa giải được cái cung tuyệt mệnh thì có khi là phải có cái người con mà nó hợp hợp với tuổi chồng hay tuổi vợ, thì nó ra cái cung, nó ra cái cung cung thiên ni thì nó sẽ hóa giải được. Nói chung là thế này này, vợ chồng mà lấy nhau thì nó là do duyên số, đúng không? Nếu như mà các cặp vợ chồng nào mà ở cái độ tuổi mà chồng 1973, vợ 1973 ấy, mà kết hôn với nhau ấy, mà đang sống với nhau mà có thể là vẫn là sống tốt, sống chịu đựng và nhường nhịn được nhau để mà sống cho nó yên ấm ấy, thì xin chúc mừng quý vị hãy cứ tiếp tục như thế. Bởi vì vợ chồng với nhau ấy thì nó là do duyên số, nó còn nhiều cái khác, nó không phải là riêng về những cái này. Đấy. Mà những cái cặp nào mà kiểu như là đã là bị lỡ tập 1, tập 2 rồi, hay là như nào mà muốn tìm hiểu đến mà đang tìm hiểu nhau ấy, mà ở cái độ tuổi mà cùng tuổi 1973 như thế này, thì các bạn hãy chú ý cân nhắc tìm hiểu cho nó thật kỹ. Video của tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Thì vừa rồi là những cái chia sẻ của mình, những cái phân tích của mình về cái cặp vợ chồng chồng 1973 với vợ 1973 quý sửu kết hợp với nhau thì có được hay không. Thì cái kết luận cuối cùng là không ổn, không nên nha. Cảm ơn quý vị cùng các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị cùng các bạn luôn vui vẻ khỏe mạnh trong cuộc sống. Nếu như quý vị cùng các bạn ấy có đóng góp ý kiến gì, có phản hồi gì thì hãy để lại bình luận ở bên dưới cho mình. Các bạn muốn mình chia sẻ về một cái điều gì hay là như thế nào thì cũng hãy để lại bình luận ở bên dưới cho mình. Nếu có thời gian thì mình sẽ chia sẻ. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh, nhớ đăng ký kênh nhé. Bạn nào mà thấy cái video này nó hữu ích thì đừng quên like. Nếu có thể thì chia sẻ cho những người xung quanh biết. Thân ái, chào tạm biệt.